Xin nhắc lại, chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đêm mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Tắc đồng hồ xoay, quay ngược ngày ra trường. Nhớ cánh phượng hồng bay, mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng còn những ngày ta bị đi trễ, đạp xe miên man tới trường. Là ngày ta đua nhau vài câu nói, rồi giận nhau vu vơ vẫn thường. Ngày cuối tôi ở đây, từng áng mây vội bay cùng ngày dài trôi mãi. Giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đêm mang bao kỷ niệm. Ngày ta không còn bên nhau có buồn không? Nay mai xa mãi trường, rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từng lời thầy cô em sẽ mãi ghi trong tâm trí. Sẽ chẳng bao giờ quên từng cánh phượng mông thắm trên vai thầy. Sau 20 năm khi mà trở về trường cấp 3 Gio Linh, cảm xúc rất là bồi hồi và nhớ lại những cái kỷ niệm mà tất cả mọi người đã cùng nhau đã trải qua một thời gian hơn 3 năm học tại mái trường cấp 3 Gio Linh. Thì thực sự là lần này trở về sau 20 năm thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Bây giờ cảm xúc xúc rất là bồi hồi, cho nên là rất khó để có thể diễn tả. Nhưng mà một điều rằng là rất là hào hức. Và cho dù là sau này 5 năm nữa, 10 năm nữa khi mà quay trở lại đây, Đông cũng tin rằng là tất cả mọi người và bạn Đông cũng rất là có cảm xúc rất là bồi hồi như thế này, cho dù là bao nhiêu năm đi nữa. Nhân dịp này thì Đông xin chúc là tất cả những thành viên trong lớp 12Y và cùng với thầy Hiệp và cô Thảo sẽ có một cái buổi lễ kỷ niệm thật là ấm cúng. Tích tắc đồng hồ xoay, quay ngược ngày ban đầu. Chẳng dám ngồi cạnh nhau, chẳng ai chịu ngỏ lời. Thời học sinh của tôi là như thế, ngủ quên đến lúc ra về. Là tầm thương một cô bạn ngồi kế, mà tương tư suốt năm dài. Những vấn vương đầu tiên làm trái tim chẳng yên vì tình yêu ấy. Giờ chỉ xin một lần được nói hết những điều trong tim. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt.
dẫn đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đem mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Nay mai xa mãi trường, rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từng lời thầy cô em sẽ mãi trong tâm trí em, sẽ chẳng bao giờ quên cánh phượng ngóng thăm trên sân. Của mình thật là vui và hạnh phúc, có thể nói là vỡ òa trong mình khi thấy các bạn bè và thầy cô ai cũng khỏe mạnh và có một cuộc sống ổn định hạnh phúc. Và mình mong rằng là những cái hoạt động như thế này vẫn duy trì về sau. Tôi mong rằng là các bạn và thầy cô luôn luôn hạnh phúc, sức khỏe. Với tôi, 12i mãi mãi đông tại chúng tôi, 12i mãi chúc thầy cô và các bạn luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Hãy subscribe.